nhỡ tay một ly đi luôn vào lòng đất. Tô mì ban đầu vốn không cay mà lại hóa cay không tưởng. Một nam thanh niên dưới đây đã khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò với pha xử lý hết sức nhanh gọn lẹ của mình. Chuyện là thanh niên này đi vào quán ăn, gọi một tô mì full topping nhưng lại quên không nốt thêm cay. Thấy thiếu thiếu gia vị nên có phần nhạt miệng, thanh niên này đã tự tay mình nếm nếm lại và cái kết. Ôi trời ơi! Hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái kết cho việc hậu đậu thơm ngon đến giọt cuối cùng. Giờ thì không biết với ngần đó tương ớt thì thanh niên đã cảm thấy đủ độ cay của tô mì hay chưa. Nhưng nhìn bộ dạng của thanh niên có vẻ như là đang khóc một dòng sông thì phải. Cộng đồng mạng xem xong đều rất đồng cảm, đều rất thấu hiểu với cảm xúc hiện tại của ông anh. Nước mắt anh rơi chắc bởi vì quá cay, còn nước mắt anh em Giang cứ mận rơi vì cười quá nhiều. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.